vị, mới đây ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng tháng 10 năm 2021 sẽ chính thức khai trương chuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo. Hiện nay chủ đầu tư đang chuẩn bị các thủ tục cho công tác vận hành tuyến trong thời gian tới. Được biết, dự án khai thác tuyến tàu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo là một trong những dự án giao thông thủy quan trọng được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Theo ông An, việc mở tuyến vận tải bằng tàu biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tâm linh cũng như nghỉ dưỡng của người dân thành phố. Thời gian hành trình từ bến Bạch Đằng đi Côn Đảo dự kiến 5 đến 6 giờ, giá vé bình quân 900.000 đồng trên một lượt.